Này dài đấy nhở? Người đâu? Mang thức ăn ra đây. Wow! Hả? Đây toàn là... Có gì mà sợ hãi quá vậy? Wow! Ngon quá đi! Trời ơi! Nàng ấy thật là xinh đẹp quá đi! Tim ta như muốn ngừng đập. Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, đây chẳng phải là... Này, chúng ta hãy cùng nhau lẻn vào tòa lâu đài. Ta đồng ý. Đi thôi người ơi. Đi thôi. Đi thôi nào. Về rồi sao? Bái kiến nữ vương. Alex. Ôi, đi đâu đây? Người về rồi sao? Ta nói cho người nghe một bí mật nha. Tại sao như vậy chứ? Phụ hoàng à, con về rồi đây. Mau thả ta ra. Người đừng có hòng. Người thật to gan. Mau đi thôi ăn nè. Cảm ơn Wesley. Anna. Tập trung vào. Dạ. Con mà không xong là đừng có trách mẹ đó. Dạ con biết rồi. Tốt lắm. Trào này thơm quá. Thế rồi sao mẹ? Con muốn uống nữa. Được thôi. Mau đi theo ta. Dạ. Xin chào. Anna à, chơi cùng quạt tới không? Cậu biết chơi không đó? Anna, con có biết con là ai? Tại sao con lại chơi với tụi nó hả? Mau đi theo mẹ, về nhà. Mẹ. Hả? Anna, trời ơi, cô ấy phải về rồi. Công chúa của mẹ. Con đi nha. Sao không thấy mọi người nó đâu nhở? Hả? Trời ơi, chiếc bàn của tôi. Cướp, có cướp. Ai gọi vậy? Tiếng của ai đấy nhở? Hả? Dây chuyền của ai thế này? Cậu gì ơi, chiếc vòng đó là của tôi đó. Mau trả lại tôi đi. Đây, của cô đây. Cảm ơn cậu nha. Mẹ,
Hả? Ờ, kia chẳng phải là cậu ấy. Hả? Sao cô ấy cứ nhìn mình vậy nhỉ? Hay là thích mình mất rồi? Để cảm ơn cậu, tôi có chút tiền, cậu mau nhận lấy đi. Cảm ơn, tôi không cần đâu. Ôi trời ơi. Mẹ, mẹ có thể đề nghị cậu ấy làm chuyện khác được không? Nè, nè chàng trai. Sao lại gọi mình, có chuyện gì thế nhỉ? Cậu có muốn làm phò mã? Hả? Ui, ui, không được, tay mình dơ quá. Thật là xấu hổ quá đi. Ngại quá. Hả? Trời ơi, cô dâu của tôi hôm nay thật xinh đẹp. Chúng ta hôn một cái nha. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mẹ. Ta đùa thôi. Mau đi thôi, vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong. Phải tập thể dục thôi. Chà. Lâu lắm rồi ta chỉ được hoạt động. Xương khớp dạo này yếu quá. Thật là dễ chịu quá đi. Thiệt là hay quá đi. Trông nhảy buồn cười lắm, ông xem. Có gì mà mắc cười cơ chứ. Sao thế? Anh làm sao vậy hả? Sao đây Anna? Có gì mà mắc cười sao? Hai anh em nhà này thật buồn cười quá đi. Đây là đâu ta? Trời ơi, sao mình lại lạc ở đây vậy? Có ai không? Sao con đáng sợ quá vậy? Xin chào cô gái. Da 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 da. Yo yo hey hey yo. Vũ điệu cha cha cha, vũ điệu cha cha cha. Trời ơi, mình đã đánh chém theo thôi mà. Bây giờ cái gì vậy? Xin chào. Chào mừng cô đến với thế giới của tôi. Đi đâu vậy? Vũ điệu cha cha cha, vũ điệu cha cha cha, vũ điệu cha cha cha. Đâu rồi ta? Nhà mình thì ra chỉ là giấc mơ. Ủa sao trông mình khác quá vậy? Có chuyện gì đây? Có chuyện gì xảy ra với mình đây? Hả Anna? Cánh tay này sao kỳ lạ quá vậy? Chuyện gì vậy đó? Em cũng không hiểu nổi nữa. Bị hoán đổi thân xác sao? Trời ơi, anh không tin em hả? Nhưng mà tình huống này không đi không được cơ. Không biết bây giờ phải làm sao đây. Bàn tay của... Hả? Có chuyện gì? Trời ơi! Bàn tay của Wednesday hả? Ôi trời ơi, chạy mau! Mau chạy đây, mau chạy đây! Không ổn rồi! Sao đây? Chúng ta phải làm gì đây? Hả? Cứu tôi với, thứ tư. Vậy thì chúng ta mau đi thôi. Đi thôi. Lao động là vinh quang. Cố lên nào cô gái. Miễn lễ. Hả, ôi trời ơi. À đây. Hoàng tử Alex. Ê, làm cái gì đây? Nào nào công chúa. Có chuyện gì vậy? Con thích hoàng tử Alex. Không phải rồi. Hả? Hoàng tử Alex. Đây, đuổi theo con thỏ mau. Chạy ra con lạnh. Hả? Trốn vứt vào hang rồi. Hoàng tử, đừng có chui vô đó. Không được.
Hoàng tử, cẩn thận! Nhanh cái chân lên! Chào thằng dơi! Wow, công chúa hát giỏi lắm. Không ổn. Hả? Không ổn rồi, không ổn rồi. Bỏ ta ra, bỏ ta ra. Trời hoàng tử. Hoàng hậu, người không sao chứ? Trời ơi, hoàng tử Alice gặp chuyện rồi sao? Hả? Hoàng tử Alice. Ơ, cái gì nổ nhỉ? Ơ, Anna, lần nào sao? Ôi trời ơi, chân tôi. Ôi không, kêu. Được rồi, ta đồng ý.